Giới trẻ khoe điểm check-in mới ở Phan Thiết, nhưng cộng đồng mạng nhìn vào chỉ thấy lạnh gáy. Theo chủ video chia sẻ, anh đang đi qua một cung đường khá đẹp và mới ở thành phố Phan Thiết, thì bất ngờ xuất hiện trước mắt là đám đông dàn ghế ra ngồi chắn hết đường xe chạy, trông khó coi vô cùng. Hai làn đường ngược chiều, chia vừa đủ cho các phương tiện đi lại. Vậy mà một làn thì xếp ghế hàng loạt cho các bạn trẻ ngồi hóng gió ngắm cảnh chiêu chiêu. Làn bên kia xe máy xếp tràn ra hết một nửa lòng đường. Xe của người đàn ông đi qua không thể lách hết sang phía bên phải, đành phải lấn ngay giữa đường thì mới có thể lọt qua mô hình cà phê tự phát này. Thậm chí đi xa hơn một chút là bắt đầu vào phần vạch liền, nhưng vẫn có những nam thanh nữ tú đứng nghênh ngang giữa đường, tranh thủ chụp ảnh check-in cung đường có khúc cua đẹp. Thấy ô tô tiến tới, họ cũng không vội né ra, bình thản chụp nốt rồi mới nép vào lề đường. Những chiếc ô tô khác đến tận hưởng địa điểm check-in mới mẻ cũng đậu xe chiếm hơn nửa lòng đường, bày biện bàn ghế tràn lan, không hề quan tâm đến việc gây cản trở cho những phương tiện khác. Cộng đồng mạng sau khi xem được cảnh tượng này thì thấy ngán ngẩm vô cùng, chỉ biết than trời than đất trước thái độ vô ý thức của người dân. Mọi người đều cho rằng, dường như những người bạn trẻ đến đây chỉ quan tâm đến bản thân có hình check-in đẹp hay không, không nhận thức được sự nguy hiểm của việc ngồi tràn lan ra đường, lại còn ở ngay khúc cua gắt. Quả này mà có con xe ben hay xe công thì chắc lại đổ cho xe là không nhìn khi vào đường cua. Ghê một mạng mà mấy anh em chơi lớn thật, đằng suốt lúc nào không hay. Có ông nào đang mất thắng thì không biết đường nào mà lần đâu. Còn bạn cảm nhận như thế nào về địa điểm check-in mới này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết về nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!